thái độ của bạn sẽ quyết định cuộc đời bạn. Và mỗi buổi sáng phải nhắc nhở bản thân, bạn chính là người làm chủ cuộc đời của mình. Bởi vì vậy, bạn cần phải tự hỏi bản thân rằng tất cả những gì mình làm đã thật sự tận tâm, tận lực hay chưa? Bạn có cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội mới, nỗ lực hết sức để có thể thăng tiến trong công việc và cuộc sống hay chưa? Bạn có hành động hay chỉ ngồi há miệng chờ sung, đợi cơ hội và vận may sẽ đến với cuộc đời của mình? Thái độ quyết định thứ bậc của cá nhân trong xã hội, chứ không phải là tài năng thiên bẩm. Nếu bạn nuôi dưỡng bản thân bằng một thái độ sai trái, thì cho dù bạn có thông minh hay tài năng, hay là trong tay hàng loạt kinh nghiệm rồi, thì vẫn tin chắc rằng cũng không có vị trí cao trong công việc nếu như bạn không có một thái độ tốt. Và điều quan trọng là mục tiêu bạn đặt ra phải cao hơn kỳ vọng lớn nhất trong tương lai của bạn. Chúng ta thường hạ thấp năng lực của bản thân bằng cách đặt cho mình những cột mốc quá dễ, hay còn gọi là mục tiêu quá nhỏ. Hãy thử thách bản thân bằng những mục tiêu cao hơn, kỳ vọng của bản thân trong tương lai tốt hơn. Vân tin rằng chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về khả năng của mình. Luôn tỏ ra khiêm nhường, lắng nghe ý kiến của người khác và suy nghĩ lạc quan sẽ làm cho tinh thần của bạn phấn chấn hơn, giúp bạn gặt hái được nhiều thành tựu. Và bạn có thể làm được bất cứ việc gì, miễn là việc đó có ý nghĩa đối với bạn. Chúng ta sinh ra từ hoàn cảnh như thế nào đều không liên quan đến địa vị sau này của chúng ta trong cuộc sống của. Và chỉ cần bạn yêu thích công việc của mình, bạn đã sở hữu trong tay vũ khí để đến bất cứ địa vị nào trong cuộc sống. Và những khó khăn mà ông trời giáng xuống đầu bạn cũng chính là cơ hội để bạn trưởng thành. Lúc sự việc xảy ra không thuận lợi, chúng ta thường mất niềm tin vào cuộc sống và trở nên yếu đuối. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn nhận lại thì tất cả đã qua. Tôi tin rằng là tất cả những bất lợi và những trở ngại đấy bạn đã gặp phải thì sẽ giúp bạn trưởng thành hơn rất là nhiều, và cánh cửa nó sẽ lại càng mở rộng những cơ hội mới hơn trong cuộc đời của bạn. Và hãy nhớ một điều rằng thất bại không đáng sợ, nhưng bạn phải biết cách khéo léo. Muốn đạt được thành công, chúng ta buộc phải nếm đôi ba lần thất bại. Có những lúc chúng ta gục ngã trên con đường mà mình nghĩ chắc chắn sẽ dẫn tới vinh quang. Bạn không phải là người duy nhất đâu, bất kể người thành công nào cũng đều phải trải qua vô số những lần thất bại. Nhưng thay vì bỏ cuộc thì hãy kiên trì với mục tiêu của mình, và kết quả là thành công như những gì chúng ta gặt hái. Và đa phần trong số tất cả những người đều trải qua những khó khăn thì đều phải là những người kiên trì cố gắng đến kiệt cùng, và vẫn tin chắc rằng các bạn nhất định sẽ có thể hoàn thành được những mục tiêu và kế hoạch của cuộc đời mình. Và đặc biệt, các bạn hãy kiên trì không lười biếng. Lúc bản thân ở trong nghịch cảnh cũng chính là nhụt chí và nhàn lòng. Nếu như bạn có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm hy vọng từ trong chính những khó khăn thì chắc chắn sẽ giúp bạn có thể gặt hái được những kết quả thật là tốt. Và điều cuối cùng, kiên trì không lười biếng. Lúc bản thân ở trong nghịch cảnh cũng không nhụt chí nhạn lòng. Nếu như bạn có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm hy vọng từ trong bi thương thì một ngày nào đó sẽ biến thành hy vọng. Và thành công sẽ đến sau càng ngày càng tươi đẹp hơn. Không cần nhanh, miễn là đừng dừng lại. Hãy kiên trì trên con đường của mình, bạn chắc chắn sẽ chạm được tới những thành công như mình mong muốn. Và vẫn chúc cho bạn sẽ gặt hái được những kết quả như mình ước mơ nhé.